Câu tiếp theo, người nhỏ tuổi nếu có thể niệm Niết Bàn. Người nhỏ tuổi có thể niệm Niết Bàn và nếu niệm thì niệm như thế nào? Thưa quý vị, muốn niệm Niết Bàn được, người đó phải thuần thục tối thiểu là đề mục tùy niệm Phật. Tại vì đề mục tùy niệm Niết Bàn nó không có dễ, nó phải có điều kiện. Quý vị muốn mà tùy niệm Niết Bàn được, quý vị phải tùy niệm Phật được, tùy niệm Phật một cách rành rẽ hay một cách rành rẽ thì khi đó quý vị mới có thể tùy niệm Niết Bàn. Còn nếu như mà quý vị chưa có tùy niệm Phật mà nó ngon lành á, mà quý vị đòi tùy niệm Niết Bàn thì đó là cái chuyện mà vọng tưởng. Nó giống như là muốn xây cái tầng 2 thì phải xây tầng 1 trước, muốn xây tầng 1 thì phải xây cái móng trước. Đấy, giống như trong bài kinh là ngôi nhà nóc nhọn, Đức Phật nói là một người mà muốn xây một cái ngôi nhà mà vị ấy xây từ cái mái, bắt đầu từ cái mái trước rồi mới đến cái phần thân nhà thì chuyện đó không thể xảy ra. Cho nên trong cái câu hỏi này, muốn tùy niệm Niết Bàn thì phải tối thiểu ha, tối thiểu là phải rành rẽ được một tùy niệm Phật. Nhưng mà còn hơn nữa đó là tùy niệm Phật xong rồi đó, rồi còn phải thực hành tùy niệm Pháp nè, tùy niệm Tăng, tùy niệm Thí, tùy niệm Giới, tùy niệm Thiên, rồi mới tới tùy niệm Niết Bàn. Chứ không phải mình muốn niệm Niết Bàn là niệm liền được đâu. Đấy, cho nên cái chuyện mà người nhỏ tuổi, thứ nhất sư không biết bao nhiêu tuổi, tối thiểu phải 7 tuổi mới có thể thực hành. Nhưng mà muốn thực hành á, đề mục tùy niệm thì phải bắt đầu từ đề mục tùy niệm Phật trước. Chứ không phải là mình nhảy mình đâm ban chiến sĩ vô là không có được ha. Thưa sư, sư cho con hỏi là có dấu hiệu gì để mình biết được đó là một người thường giả sư khất thực hay không? Thưa quý vị đó, tại vì quý vị không phải là tu sĩ, chính xác quý vị không phải là một ông sư Nam Tông, cho nên là có những cái quý vị không biết, không biết được nó là như thế nào. Một ông sư Nam Tông á, ổng đắp cái y, ổng lâm y á, riết nó quen rồi. Người khác á, đắp y lâm y á, vị ấy nhìn vào á, vị ấy đầu tiên là vị ấy biết là cái người này á, là một trong những điều kiện để phân biệt là người này có phải giả hay không, tức là cái kiểu lâm y của ổng, cái kiểu ông đắp y á. Mà vị sư Nam Tông ổng nhìn nhiều, ông thấy cái ông này là ông tầm bậy nè, ông không, ít nhất ông không phải ông sư Nam Tông. Ổng có thể là một cái vị sư khất sĩ hoặc là một cái người nào đó họ giả dạng. Chứ chắc chắn cái kiểu đắp y đó là không phải ông sư Nam Tông, cái đó thì phân biệt được. Nhưng mà có một số người đó, một số người họ đắp y là nó cũng tươm tất, nó ngon lành, thì khi đó đó thì cũng không phân biệt được. Cái y chỉ là một phần thôi, nó đã loại ra một rất là nhiều người. Cái thứ hai đó đó là gì? Cái kiểu đi rồi. Có một số đặc điểm mà bây giờ sư nói là bây giờ mấy người mà giả họ cũng tinh mắt lắm, họ cũng bắt chước được hết à. Ví dụ như là một vị sư đi khất thực thì vị ấy không có mang dép, nhưng mà bây giờ người ta giả xá gì cái vụ mà mang dép không mang dép, nhưng mà như vậy họ không giả được nè. Bây giờ biết là gì? Thuần túy chỉ nhận thực phẩm không nhận tiền, cái đó là bảo đảm là người giả họ không giả được. Tại sao vậy? Bởi vì cái người giả đó họ đi họ kiếm tiền. Sư không nói là có một cái có ông sư thật nào mà ông không, mà ông đi ông nhận tiền hay không, sư không có nói nha. Nhưng mà chắc chắn là cái ông cái người mà giả là họ đi là họ phải kiếm tiền.
Còn nếu như á, mà một người mà không nhận tiền á, đi khất thực mà không nhận tiền á, thì đầu tiên là mình biết chắc chắn họ không phải giả. Tại vì sao? Tại vì khi mà anh đi khất thực mà anh không nhận tiền á, anh đi cái đường Sài Gòn này, xin xin thưa, cái đường Sài Gòn này nó đi chừng 1 tiếng đồng hồ thôi, anh đi giỏi lắm 1 tiếng đồng hồ thôi là nó đầy, anh phải về, anh không có đi lâu hơn được. Hơn nữa sách nặng lắm, nên tôi là cái đãi gì đó, đầy một cái đãi thêm cái bát nữa, sách rất là nặng. Quý vị nghĩ đi, cứ có ai đâu mà giả ông sư để mình đi làm cái chuyện đó, rồi tiền đâu? À, đem về bánh trái đó ăn, ăn hay sao? Xin thưa, bây giờ thời nay cái người mà họ giả tu á, họ khôn lắm, họ họ đi họ lấy tiền không à. Thậm chí sư nói chứ quý vị, mà có khi đem đồ ăn á, đem đồ ăn hoặc là ba cái đồ mà nặng á, ví dụ như là quăng cho trái dừa hoặc là quăng cho trái bí đỏ, có khi họ không có nhận, đừng nói chi cái đồ nặng. Thậm chí ngay cái hộp cơm á, họ cũng không thèm nhận nữa, hoặc cái bánh họ cũng không thèm nhận nữa, họ nói thôi đưa tiền đi, tiền dễ xài đấy. Cho nên thay vì sư nói là biết là cái người nào là cái người giả thì nó cũng khó, nhưng mà phân biệt cái người thiệt thì nó dễ. Tức là gì? Một vị mà đi không có nhận tiền, chỉ nhận đồ ăn thì chắc chắn là đồ thiệt đấy. Còn cái chuyện mà một vị đi mà có nhận tiền thì cái chuyện đó là không biết được họ có phải thiệt hay không. Tại vì có một số vị tu sĩ thì cũng là đồ thiệt á, mà họ vẫn đi họ nhận tiền à. Thành ra đây là một cái mà sự ưu tư. Có một vị trưởng lão á, nói là tại sao mà mình để người ta làm cái chuyện là ngăn trừ bài bài bỏ cái truyền thống đi khất thực của Phật giáo mình, của ít nhất của Phật giáo Nam Tông mình. Thì sư mới nói là thưa ngài, là cái này đó một phần cũng là lỗi của mình chứ đừng nói lỗi người ta. Tại sao vậy? Chỉ cần mà mấy ông sư á, chỉ cần mấy ông sư mình á đi khất thực đừng nhận tiền, chỉ nhận đồ ăn thôi, không ai làm gì được mình hết trơn. Nó nếu mà nói thì kiểu tâm linh á, anh đi khất thực kiểu đó, đó chư thiên hộ pháp. Và bản thân cái giới hạnh nó sẽ hộ trì anh, không ai làm gì được anh hết trơn. Nhưng mà tại vì mình đi khất thực mình nhận tiền, nó thẳng là tại mấy ông sư đồ thiệt á, mấy ông sư đồ thiệt á đi khất thực nhận tiền, cho nên người ta mới vịnh vào cái cớ đó. Người ta nói là có những cái người giả sư rồi người ta cũng đi nhận tiền, cho nên là người ta cấm. Sư nói cái này động chạm chịu à, anh chỉ cần anh làm được một chuyện thôi, anh đi khất thực anh đừng nhận tiền, tự nhiên là cái nền Phật giáo của mình á nó không có vấn đề gì hết trơn. Lúc đó là bất kỳ một ngôi chùa nào cũng đều có thể đi khất thực, với một điều kiện anh đi anh đừng nhận tiền là xong, giải quyết xong luôn cái chuyện là sư giả rồi đi khất thực này nọ. Từ khi đó đó người ta sẽ phân biệt được, người ta biết à cái này đồ thiệt nè, cái này đồ giả. Cái hồi mà sư mới đi ở trong khu vực, sư mới đi khất thực ở trong khu vực, người ta không biết, người ta còn đưa tiền, sư từ chối, từ chối mà từ sao chối cười, từ chối khéo để người ta không có buồn. Rồi dần dần ấy, người ta quen rồi, người ta thấy ông sư đi ngang thì khất thực là tự nhiên người ta nói hô ông nào không muốn nhận tiền đâu, người ta tự nhiên người ta biết. Lúc đó là nó sẽ ăn vào cái tâm trí của người ta. Nếu như sư nói, nếu như chùa nào á cũng như vậy thì làm gì có chuyện người ta cấm. Cho nên quanh đi vẫn lại vấn đề là do con người nè.